Chỉ với chưa đến 600 nghìn thì mọi người đã có thể hoàn thiện outfit của mình để đi chơi trong mùa hè này rồi. Khi diện lên bộ đồ này thì tôi cảm thấy rất thối, thối tiếu, thiếu túi. Tôi cũng như mọi người, dù là đi chơi hay đi thể thao, chỉ cần ra đường thôi thì đều phải đem theo những đồ thiết yếu: điện thoại, ví tiền, tai nghe, sạc dự phòng, vân vân. Chính vì vậy tôi đã qua Li-Ning Đông Anh để tìm kiếm cho mình một chiếc túi xách đáp ứng nhu cầu trên. Và thật bất ngờ khi đeo nó lên lại cho ra một outfit nổi bật và hoàn chỉnh hơn hẳn. Túi xách Bedfire có kiểu dáng hiện đại và thời thượng, khiến nó không chỉ là dụng cụ tiện ích mà còn là phụ kiện thời trang mỗi khi ra đường. Điểm nổi bật ở chiếc túi là hình in logo thương hiệu bằng da PU. Sự linh hoạt trong bố trí ngăn chứa giúp mọi người tổ chức đồ đạc một cách hiệu quả. Tổng cộng chiếc túi được thiết kế 2 ngăn chính rộng rãi và 2 ngăn phụ ở mặt trước và sau, phù hợp với nhu cầu sử dụng hàng ngày hoặc đi chơi, đi thể thao. Túi sẽ có dây đeo bản lớn nên hạn chế cảm giác đau vai trong quá trình sử dụng. Sự kết hợp giữa chất liệu da PU, ni lông và polyester đảm bảo sự bền bỉ và khả năng chống thấm nước cho túi xách. Ngoài ra, sản phẩm sẽ có 2 phiên bản màu cho mọi người lựa chọn. Túi xách Bedfire là một phụ kiện tiện ích giúp chúng ta dễ dàng quản lý đồ đạc. Mọi người có thể đem theo đi luyện tập thể thao, đi làm, đi chơi, đi du lịch cũng rất hợp lý. Hãy nhanh tay nhấn vào giỏ hàng để sở hữu túi xách Li-Ning Bedfire chính hãng nhé.